Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở phường 10 của thành phố Mỹ Tho. Con đường ở ngoài trước là đường ấp Bắc đó anh chị. Thì ở đây là gần chỗ mà siêu thị Cúp Mắt á, gần chỗ bến xe Tiền Giang luôn, bến xe của Mỹ Tho. Thì ở đây có một cái miếng đất đang bán, em quay cho anh chị xem nha. Miếng đất của mình thì là đường xe ô tô vô tới. Nè anh chị nhìn xem. Đây. Thì đây là cái miếng đất mà em giới thiệu với anh chị nè. Cái miếng đất này có bề ngang là 10m, bề dài là 14m, trong đó là có 32m thổ cư nha anh chị. Giá của miếng đất chủ nhà kêu là 1,8 tỷ. Đất thì có sổ đỏ sẵn luôn. Anh chị nào mua thì mình về mình xem giấy tờ, mình thương lượng giá cả rồi mình đặt cọc thôi, rồi hẹn ngày ra công chứng đó anh chị. Em xin nhắc lại với anh chị nha, miếng đất này là ngang là 10m, dài 14m, có 32m thổ cư, giá là 1,8 tỷ. Ở phường 10 thành phố Mỹ Tho. Em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem nha. Này, đất của mình là hướng đông nam nha anh chị. Ở đây em thấy hình như là hồi đó ở đây có một cái căn nhà gọn gọn ở đây nè. Giờ người ta đập rồi, người ta đập chống rồi làm cái nền nè anh chị ha. Ngang 10m thì em thấy cũng rất là rộng ha. Này, anh chị nhìn xem. Để em mở định vị lên cho anh chị xem nha. Ở đây mà mình, ở đây là thành phố Mỹ Tho rồi. Thì anh chị mà về bến xe miền Tây là khoảng 60 cây số nha. Tối thui à. Đó, 60 cây số nha anh chị. Nè. Ở đây thì ngay trung tâm rồi, ở phường 10 mà. Cho nên anh chị khỏi sợ vắng rồi ha. Nhà hàng xóm mình có cái vàng nho kìa anh chị. Cho anh chị xem cái vị trí mà em đang đứng nè. Nè anh chị. Đó. Nó hơi mờ ha. Anh chị thấy rõ chưa? Đó. Rồi thì em xin chào anh chị nha. Anh chị nào mà quan tâm miếng này thì alo cho em. Em là Huyền Trang thì em sẽ dẫn anh chị đi xem. Rồi em sẽ nhờ chủ đất lấy sổ ra cho anh chị. Đất thì có giấy tờ sẵn luôn nha. Cảm ơn anh chị. Anh chị nào thích video này thì cho em một like để động viên em. Và nhớ nhấn đăng ký kênh của em là Huyền Trang Thái Bất Động Sản để đón xem những video tiếp theo nha. Em xin chào anh chị ạ.